thưởng thức một giọng hát thật là mượt mà, và chúng ta đã có dịp nghe qua từ lúc bắt đầu của chương trình Hội Chợ Về Đêm với ban nhạc The Wave. Xin quý vị một tràng vỗ tay đến với ca sĩ Kiều Loan. Thì Lisa sẽ cố gắng sắp xếp để cho mọi người cùng lên đây để cùng vui với nhau. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu được rồi chưa? Cảm ơn sự chờ đợi của quý vị nhiều lắm. Đây là một cái quý vị rất là thương mến. Hàng ở trên lầu phòng 204 là AK. Cả quý vị có mặt ở nơi đây thì quý vị đến, thí dụ về đại hạ giá tất cả những máy móc mới để cho quý vị cùng em chơi. Xin một tràng pháo tay đến với ban nhạc The Waves. Cảm ơn.